mãi đêm về trong lòng rộn ra niềm vui. Những bước chân tuyệt vời, chân đẹp thay, ôi thân đẹp thay, là những bước chân của người đem tin mừng cho mọi nơi. Băng qua trăng xuôi ngàn đôi vững vàng niềm tin đi tới, qua bao gian khó đầy vơi vẫn tràn niềm vui cứu đời. Đi loan tin khắp mọi nơi, Chúa Trời hằng xu thương hết muôn người, tình Ngài bền vững muôn đời, trông cậy vào Chúa người ơi. Những bước chân tuyệt vời, chân đẹp thay, ôi thân đẹp thay, là những bước chân của người đem tin mừng cho mọi nơi. Chân tuyệt vời, chân đẹp thay, ôi thân đẹp thay, là những bước chân của nhà thánh thần. Amen. Cầu xin Chúa thánh thần thương thân yêu hồn con, ban chuốn cho con hồng ân càng thương để cho nay. Nguyện xin Chúa ngồi ban, ngồi nghe lời con thiết tha, tình thương mà lắm nu con ngày đêm, nhưng thân xác còn càng đau. Lạy Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót, hôm nay chúng con tụ họp nơi đây. Cũng là ngày cuối tuần rồi, ngày thứ sáu, mùng 10 tháng 5 rồi. Chúng con tụ họp nơi ngôi mộ của cha, công nghệ của cha. Chúng con chạy đến lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse ban thiên sức cho chúng con được nhiều sức khỏe. Chúng con vì mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, mỗi người đều bệnh khác nhau. Chúng con chạy đến công nghệ của cha, bởi vì tất cả nhiều cô bác anh chị em ở đây bệnh viện cũng không còn trị nữa, cho nên chúng con đến đây cầu khẩn cầu xin lòng Chúa thương xót ban ơn thêm sức mạnh để theo công nghệ của cha, để chúng con được lành tính, chúng con chạy sớm trở về quê hương. Con luôn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài để con luôn bên Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui leo bước chân chân. Con luôn trông cậy Chúa, ban nào em bé hầu hiên, không thấy em bên đầy yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm khẩn cầu xin mẹ soi sáng chỉ dẫn, giúp chúng con cầu nguyện như thế nào, uống thuốc như thế nào để cho hợp với cơ thể của chúng con. Vì công nghệ của cha Phêrô là công nghệ cháo nano, thảo dược nano và nước kèm. Đôi khi chúng con làm theo phát đồ không đúng, xin mẹ chỉ dẫn soi sáng cho chúng con để theo đúng công nghệ của cha Phêrô, để
để chúng con được mau sớm lành tính trở về quê hương. Đặc biệt là trong tháng năm này, chúng con mỗi ngày chạy đến cầu xin mẹ, cũng như bao nhiêu người Công giáo ở trên thế giới cũng đều cầu xin mẹ trong những tháng này và những ngày khác nữa. Chúng con xin dâng lên mẹ một bài ca. Lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ đồng trinh, chúng tấm lòng vấn đề sống. Lạy mẹ Maria, mẹ nhân ái, mẹ hiền linh, mẹ chính là nữ vương, là tàn sư, là mẹ con chính mẹ đầy tâm hồn, đầy trí khôn, là chi ban hiện tại với tương lai, chư thiên tòa con cùng nguyện đấng đi tới, cho con mẹ là thương mẫu của đời con. Lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ đồng trinh, cho con chung tiếng trên thân mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Con mời quyến bà cô bác mình ngồi con nói chuyện mấy tiếng rồi mình đọc thêm kinh sáng danh cầu hồn cho các đảng cũng như lên hồn cha Phêrô nữa là mình đi khám bệnh ha. Cô bác có khỏe không? Bữa nay thứ sáu rồi, bữa nay cuối tuần rồi đó ha. Con thấy bao nhiêu cô bác ở đây không phải là ít đâu, tại vì con thấy cô bác đến đây sớm quá đó. Nếu mà con không sắp thứ tự trở lại thì có nhiều người 4-5 giờ sáng đến đi nạp sổ rồi sắp hàng rồi bắt số, quá lẽ cực khổ. Mà đội bác sĩ ở đây thì phải 7 giờ trở lên mới bắt đầu, 7 giờ chúng ta mới đọc kinh cầu nguyện, rồi 7 giờ mấy thì mới bắt đầu chuẩn bị khám bệnh. Mà như thế thì 4-5 giờ sáng có mấy chú rồi đông lắm, có mấy cô nữa thì rất là tội nghiệp. Mà nó cũng không có trật tự theo thứ tự được bao nhiêu. Nếu mà nó thành công cao thì con cũng nên để. Mà cho nên chính vì vậy mà cô bác nào mỗi buổi sáng muốn đến đây khoảng trước 7 giờ để chúng ta đọc kinh cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn cha. Mỗi giờ sáng chúng con đều có đọc kinh như vậy. Còn cô bác nào không phải đạo của mình hoặc là mệt mỏi quá thì đi đến trễ thì không cần đọc kinh thì không sao ha. Tại vì con biết có phân nửa người như vậy thì mỗi buổi sáng không có tới như lúc trước thì không sao hết. Tại vì con chỉ cần thấy 20-30 người là con mừng rồi. Mà ở đây là đông lắm, đây 70-80 người rồi. Thì nó như vậy nha. Chúng ta với công nghệ của cha Phêrô, giống như qua kia con có quay chút xíu với nhà nguyện của cha đó. Công nghệ của cha Phêrô và đời cuộc đời tu của cha Phêrô, cha đã nghiên cứu ra công nghệ này. Cho nên trước trên đầu của cha là có Chúa, có Thượng Đế đó ha. Cho nên bất kỳ cha làm việc gì cũng phải đều có ơn Chúa và phải có ơn mẹ.
thì cha mới lập tức cùng một đồng hành cùng một lượt phòng khám và nhà nguyện, để mỗi buổi tối cha đọc kinh cầu nguyện, hoặc là mỗi buổi sáng. Điểm hình như là các cô chú ở Thế Tinh Hồng Sáng chỗ tượng đài Đức Mẹ, thì biết bao nhiêu nhà dân hoặc là xóm đạo, xóm giáo này, xóm giáo kia, hoặc là nhà thờ đều có xây tượng đài Đức Mẹ. Con ở bên Mỹ, con xây bự là con kêu thiền đài Đức Mẹ. Thì đâu có thấy ai xây cái chỗ mà bằng đá, bằng xi măng mà quỳ gối trước mặt Đức Mẹ đó nha. Cho nên cha thường vì lý do đó mà Đức Mẹ cha thường cũng phải xây cái chỗ để quỳ gối. Chỗ Chúa thì có nhà mẹ. Cho nên cô bác, anh chị em đến đây mỗi buổi sáng trước 7 giờ khoảng 5-10 phút, để sau đó 7 giờ chúng ta có một cái giờ linh thiêng, có một cái giờ để chúng ta hồi tâm nhớ đến ơn trên, ơn Chúa, ơn Mẹ đã ban cho chúng ta có sống được tới ngày hôm nay, và đặc biệt là công nghệ của cha. Cha đã đi con đường của Chúa, cha đi tu bên đạo Công giáo trở thành linh mục, thì nhất định mình không phải đi tu, mình Công giáo mình vẫn là tôn thờ Chúa và kính yêu Đức Mẹ. Điều đó là phải có thì chúng ta mới có tinh thần sống đạo ha. Con thì con khuyên vậy, con thấy cuộc đời của cha Tường là vậy, thì con cũng chạy lập tập theo cha Tường vậy đó. Những cái gì mà con không biết thì con hỏi, những cái gì con biết thì con điều chỉ cha Tường. Nhưng mà cha Tường cũng có từng nói với con là nói một câu là không biết nói vui hay là nói thiệt, nhưng mà lúc nào cũng nói chỉ có một câu, chỉ có anh nói chuyện với tôi mới xứng thôi, còn người khác thì tôi nói nhưng mà không có xứng chỗ nào hết, chỉ có anh bạn nói chuyện với tôi mới xứng. Thì chính vì vậy mà tôi nói không biết sao em của mình nó nghĩ nói chuyện với mình chừng 3 ngày thử làm sao tôi trả lời trong cái tâm của tôi như vậy đó, nhưng mà không bao giờ có chuyện đó. Dữ lắm là trước khi đi đâu đó, xa nhà một ngày hai ngày thì trước đó phải nói chuyện 3-4 lần rồi sau đó mới đi, là tại vì không có nói chuyện được thì mới như vậy. Và cái chuyện này cách đây khoảng 10 năm và trước khi cha Phêrô mất khoảng con có về đây một tháng đó, con có về để đám giỗ bà cố đó, thì thường xuyên con về một tháng là chuyện bình thường, nhưng mà lần này là con về một tháng để chuẩn bị đám giỗ cho bà cố. Thì một tuần cuối là cứ 3 giờ đêm là cha Phêrô với bác sĩ Hòa lên là uống nước cà với con tới 6-7 giờ sáng, và nguyên một tuần cuối cùng luôn. Rồi sau nó xong chưa hết, hai vợ chồng con trở về Mỹ. Thì nói cho đúng hơn là về Mỹ rồi là khoảng một tuần thôi là quen giấc ngủ. Nhưng mà lần này gần một tháng rồi, ban đêm không ngủ, ngủ chỉ được 15-20 phút là không ngủ được, mà người ta mướn cũng không làm được, không biết gì lý do gì. Đến khi con bắt đầu con lãnh một cái công trình làm là chưa được 5 ngày nữa là cha Tường đây đột quỵ, và con phải giao lại cho anh em bên người Việt, bên Việt Nam và người Bồ Đào Nha làm thế cho con. Thì từ đó dẫn đến bây giờ là con đang đứng đây. Thì hơn 6 tháng nay rồi, thì coi như 6 tháng đi mà con được thấy quý bà cô bác đến đây, và có một số cô bác cũng đã được lòng tin để mà ra khỏi phòng khám này. Và đặc biệt là trong buổi sáng hôm nay, ngày cuối tuần, mình ngày mai mình còn mấy tiếng buổi sáng nữa, con thấy cô bác cũng mặc dù nhức nhối, mang căn bệnh rất là rầu trong người, nhưng mà người hỏng bệnh thì người ta không hiểu hết. Thì con là một cái người hiểu gì cô bác đang bệnh tật, và là còn nghèo khẩu nữa. Thôi con xin quý bà cô bác tự cho nhau một đàn pháo tay để an ủi cho nhau. Thì mấy ngày nay con không có nói chuyện, con đứng đây con đọc kinh chung với cô bác đó,
thì để làm được con chỉ dạy thêm cho anh chị em con cháu trong gia đình hoặc là những thầy lương y bác sĩ đến đây mà muốn đại diện buổi sáng đọc kinh chúc, hoặc là đại diện con là giúp cho tiền người nghèo, hoặc là đại diện con cho gạo thóc hay này kia để cho mọi người đều biết việc làm với nhau hết. Thể dẫn người này thì người kia vẫn biết làm sao ở nơi này hoạt động tiếp tục, chứ không phải mình vì cái danh lợi, mình vì danh dự hay là gì là mình phải đứng đây hoài. Cho nên mỗi khi mà không thấy con là được có lợi nơi này, không thấy con ở đây là nhất định sẽ có lợi nơi này. Dụ nơi nào gần đây mời con đi tham dự cái gì đó một hai ngày thì điều đầu tiên nhất là thấp nhất người ta cũng cho 50 triệu. 50 triệu thì chúng ta cũng mua được cái gì đó trong khu vực này, nói thí dụ vậy. Cho nên không nhất thiết con đứng đây, chỉ chúng ta biết là nơi này có mộ cha, có chúa, chúng ta đọc vài kinh, rồi sau đó chúng ta biết là có lương y bác sĩ giỏi nơi này để giúp đỡ cho chúng ta. Hán cô bác đồng ý vậy không? Tại vì nói một câu nói luôn đó là tại vì con là khác mấy người ở trong nước. Con là người Việt Nam, quốc tịch Việt Nam, quốc tịch Mỹ. Thì từ cái chỗ quốc tịch Mỹ đó con có đủ điều kiện để con đi vòng vòng, để con kiếm kinh phí, con xin đầu này hay đầu kia, hoặc là xin không được nữa, đến mức cuối cùng là tự bàn tay con làm ra để nơi này không đóng cửa. Cái bàn tay con làm ra đồng tiền để không đóng cửa, được bao nhiêu hay bao nhiêu ở đó vậy. Thì con cũng cầu xin Chúa, cầu xin cha phù hộ, cha Tường ơi phù hộ ông Bãi nha. Cho ổng đi hỉ mũi không tới bây giờ đó, chết xuống rồi bây giờ phải ráng thì cầu xin vậy thôi, chứ thiên liêng mình không thấy thiên liêng ở đâu. Và đặc biệt con cũng khoe luôn, nói tới cha Tường thì những cái dãy nhà này của cha Tường hồi xưa đã làm, nhưng mà cũng quèn quèn thôi, ở trên đó là lọt ba cái tôn cũ thôi, rồi về bắt đầu miếng nào cũ thì con lọt lại, chứ hồi xưa làm gì có la phong có đèn như vậy đó. Nhưng mà nơi này là nơi sản xuất ra đầu tiên nhất là khám chữa bệnh tại đây. Thì cái phòng này rất là lớn, con sẽ đặt bốn cái giường để chăm cứu cho bớt bấm nguyệt. Nếu mà chảy lắm thì ngày thứ hai ha, cô bác nào nhức nhối hay là cô bác nào bị gì lý do đó mà y sĩ Vũ Văn Nhã đó hoặc là bác sĩ chỉ định cho cô bác đến đây để mà so dịu những cái cơn đau, hoặc là có những cái căn bệnh trong người của cô bác mà lâu ngày quá gân tốt nó không còn ngay ngắn nữa, nó có thể bị tắc nghẽn chỗ này tắc nghẽn chỗ kia, mà đó là cũng do động vật gây ra. Chúng ta ăn mấy chục năm mà ăn đủ thứ loại thịt trên đời hết thì nó là axit, nhất định nó sẽ bị nghẹt thế này nghẹt thế kia. Bây giờ đến công nghệ của cha thì chúng ta ăn cháo nano, uống trà thảo dược, nói chung là nếu mà nói nôm na để cho nó gom lại đó, là đạo Phật nó là ăn chay trường đó. Đó vậy ha. Nhưng mà cái công nghệ này nó tăng tiến hơn luôn, là bởi vì cháo nano và nước kiềm, rồi có đội y bác sĩ của chúng ta so bóp bấm chạy những cái nguyệt đó mà nó tắc nghẽn. Bữa nay bấm nó thấm vô nó đau đó, nhưng không sao, ngày mai bóp tiếp thấy đau quá la lên. Nhưng mà bắt đầu thí dụ như cái mục của chúng ta bị không phải là cái mục ác tính, nhưng mà vì lý do nào đó nó sẽ tồn động lại mà nó làm cho chúng ta nhức. Thì cái đó công nghệ của cha Thường làm được chứ không phải không, nhưng mà nó lâu lắm. Cộng thêm cái lương y bác sĩ mà đấm bấm so bóp để cho nó giãn gân cốt ra thì nó rất là nhanh ha. Cho nên cô bác nào có nhu cầu thì con nghĩ là bắt đầu cầu tình tới là nơi này sẽ có làm từ sáng tới chiều, chúng ta sẽ thay phiên với nhau. Thí dụ giờ do đội với bác sĩ mời cô bác là buổi sáng lại khám bệnh, rồi buổi sáng thì cho dự đám bóp ở đây luôn,
Rồi đông quá thì đội bác sĩ người ta chia ra buổi chiều. Buổi chiều cô bác ở nhà trọ thì cũng đâu có làm gì đâu, phải không? Có nuôi gà gì không? Đâu có đâu ha. Không có gì hết thì buổi chiều qua đây. À, tốt lành vô cùng ha. Rồi vậy thì khi nào mà cô bác khỏe lành mạnh nữa thì hả ra viện, hả ra khỏi phòng khám này, cô bác an tâm đi, đừng có đi ra sớm, cứ từ từ ở đây yêu thương nhà cho không, không có lấy tiền, cùng lắm là tốn tiền nhà trọ hả? Con hình như con có nhận lại 4-5 cái tờ đơn của anh em nghèo mà hình như con cũng có cho qua rồi. Nhưng mà trong đây có ai có đơn nghèo không đâu, nếu mà có thì giơ tay lên thử coi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 người á hả? 9 người thì không biết có nhập trong đơn đó không? Thì như vậy thì bảo đảm ngày mai con cho 10 người trở lên là cháu Tâm, lương y Phạm Thị Thanh Tâm và cháu nhận bệnh là Nguyễn Tấn Sang đó, có thể được thì hai cháu ngồi đây và với con để con chỉ cho hai cháu lương y này để sau này và những ngày sắp tới để biết cái đường lối của con làm việc thì theo đó mà làm theo và phát triển hơn con nữa. Thì điều đó con mong muốn rằng tất cả con cháu trong gia đình dòng họ Nguyễn trở về đây để làm phục vụ cho bà con trong ấp Dòng Lớn cũng như trong đất nước Việt Nam của chúng ta. Con hy vọng là con cháu nó sẽ về hết. Rồi xin cho đoàn bó tay với các bạn. Thì ngày mai là ngày thứ bảy hả chị Năm? Thôi mình nấu gì ăn chút ha, để cho nó vui. Rồi thì cô bác thấy con đứng nói chuyện vui không? Mà bữa con đứng sát câu gì có đọc kinh, cái đọc kinh để cho cái tâm của mình nó tốt hơn nữa, cái đạo của mình hơn nữa, là đây là thượng đế, ở trên có trời dưới có đất, mình ở trong cái gầm trời này, ở trong cái vũ trụ này, mình chạy đâu khỏi ông trời, không có chạy đâu khỏi hết. Mình là không biết chết nay sống mai, bụi đất trở về bụi đất, cho nên không ai tránh né được cái chuyện này. Cho nên chúng ta có một khoảng cách nào đó để chúng ta có một vài giây phút nào đó để nhớ lại công ơn sinh thành của ông bà cha mẹ tổ tiên của mình và ơn trên của mình, thì sau đó mình đi khám bệnh. Cô bác đồng ý không? Nói vậy ha. Thôi giờ là không nói nhiều đó rồi, bắt đầu sắp tới đây con phục hồi cái này rồi dài xuống đó là con sẽ làm 8 cái bồn để ngâm nước biển sâu như xét để cho quý bà cô bác ngâm nước mặn, mà mỗi lần ngâm phải 30 lít nước, mà một ống nhỏ xíu rồi Việt Nam bán 10.000 đồng bằng ngón tay dài một chút, bán 10.000 đồng nó nước đó, nước biển sâu như xét để mình nhổ răng, là mình rửa những cái vết thương để nó chấm cái nhiễm trùng đó, tiếng Mỹ nó kêu infection đó, nó chấm cái infection đó. Thì cô bác ngâm tới 30 lít, mà mỗi buổi sáng ngâm nửa tiếng hồ xong giật cái nắp là nước cạn hết, muốn xả nước ngọt thì xả, không xả thì khỏi xả, là nước biển sâu xây xác nó mặn hơn nước biển ngoài Thái Bình Dương luôn. Nhưng mà đứng dậy là nhất định là không có rít da nha, giống như mình đi tắm biển đi chơi đâu mà nghe. Thì nếu mà có bệnh gì khác nữa thì chúng con sẽ biết nước đó sẽ làm sao. Còn đặc biệt nước biển sâu xây xác thiên nhiên chúng ta hay vô cùng, chúng ta có thể nằm chưa trong đó, chúng ta phát nó lên, ngâm cho những cái mục nào mà nó di căn bên trong cơ thể và bên ngoài cơ thể, chúng ta cứ ngâm nửa tiếng hồ hoặc 45 phút, sau đó rồi giật nước cạn này thì xấu sơ sơ nước sạch thì người khác vô ngâm thì cứ ngâm. Mà đây là chúng con sẽ làm cho đủ điều kiện. Còn lúc trước cha Tường xem mấy cái học con về con nghiên cứu cha Tường là xem bạn học bằng xi măng á, tiện đâu mua mấy cái bồn, nhưng mà ổng mua 8 cái bồn sẵn rồi. Cái bồn này ở nước ngoài là mấy trăm đô một cái, mà giờ bỏ cà lắc lắc chắc không ai biết làm. Con gom lại hết rồi, trời ơi con mày con giỏi lắm, con gom lại hết rồi. Cha Tường xây cái học về
khoảng 8 thước vuông, bề cao lên thước. Nguyên mà học dài, ổng nằm bên đó, con nằm bên đây, tối hai anh em nằm cổng. Mà nằm ở cổng, nước đầy trong đó 30 lít trở lên, mình nằm ở cổng mình phải dị xuống là nó nổi mình lên. Tại nước mặn tính, giống như mình là, con nhớ ông bà già xưa mà muối và khía đó, là phải thử nước muối làm sao bỏ một cơm vô nó nổi lên thì muối của ông bà khía đó, ông bà khía nó mới ngon và nó không bị thú, tại đủ cái độ mặn. Thì bây giờ cái nước mặn này thả con người mình vô mình không nghĩ là nó nổi mình lên là đủ độ muối rồi đó. Đó, đó, đó vậy đó. Thì bây giờ cái nước mặn này ông cha thường ổng làm nguyên một cái vàng để mình ngâm từ cả tháng dài xuống bàn chân để nó thải độc hai cái bàn chân. Và trong thời gian mình ngâm như vậy thì mình lấy tay mình phát thì phát rửa suốt thì hai bàn tay và hai bàn chân nó sẽ thải độc ra. Đây là nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Tường đã nghiên cứu thành công. Nói vậy thì nhất định cái chất xám này con không thể không giúp cô bác được, bằng mọi giá con phải phục tùng loại mà lẹ vô cùng đó. Thì ngày nào cô bác còn, ngày nào cô bác hết bệnh, sau này cô bác có dịp đến đây vẫn có chỗ cho cô bác ngâm đàng hoàng. Và không chừng có quà gì trên tay đi về nữa, hết bệnh mà ghé chơi mà có quà nữa. Thì con muốn tâm tình với cô bác vậy, để lần lượt con sẽ giúp cho người Việt Nam của chúng ta. Thay vì hồi xưa con đi diệt biên con chết cái biển, là đáng lẽ con chết á, mà không chết. Rồi đi con ở gần 8 năm ở đảo, đáng lẽ con về ở đây mà con lại không ở đây. Thì đó là cái cử chỉ mà phải cảm ơn Chúa. Và cảm ơn cái người, cái nước mà bảo bọc con mấy chục năm nay, 27 năm nay. Mặc dù con đi trước đó 10 năm nhưng mà bảo gì bảo cũng bằng quê nhà của mình, chôn nhau cắt rốn. Và dân tộc của chúng ta là người Việt Nam. Cảm ơn vậy. Rồi thôi vậy con tâm sự một chút rồi giờ mình đứng lên mình đọc một kinh để hen rồi mình đi khám bệnh. Sang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như là có Chúa vô cùng và bây giờ và hằng có giờ đời đời chẳng công án. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn cha hai lô cùng các đẳng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hàng xem thế mặt Đức Chúa Trời sáng láng dư vẻ vô cùng án. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Xin cảm ơn Nguyễn và cô bác. Thưa quý bà cô bác, đây là buổi sáng thứ sáu ngày 10 tháng 5 tại nơi phòng y học cổ truyền của Cha Phêrô. Chúng con đang chuẩn bị những cái gì còn thiếu sót lại. Ở đây thì doanh nghiệp tư nhân Cha Phép Tường yêu thương cho xong. Ở đây là phòng đội y bác sĩ của chúng con. Chúng con thường hay họp hội của đội y bác sĩ để trước khi làm việc thì chúng con sẽ biết làm như thế nào. Và nơi này cũng có hình Cha Tường và cũng có hình con và cũng có bằng của Tòa Thánh Vatican cũng ưu đãi cho chúng con, có lời khuyên chúng con để cầu nguyện cho chúng con được có sức khỏe, được thuận lợi để chúng con ở đây, chúng con cứu người. Con xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người, cô bác, anh chị em trong ngoài nước cũng như mạnh thường quân đã từng giúp đỡ cho chúng con. Con xin chân thành cảm ơn. Con xin chào tất cả mọi người trong và ngoài nước. Thưa quý vị và các bạn, sáng hôm nay là ngày thứ sáu vào lúc 7 giờ rưỡi. Các bác trong ngoài nước thấy bà con của mình không? Ngồi đây để chờ lần lượt để khám bệnh. Mà tất cả những bệnh nhân này là bệnh nhân ung thư từ khắp nơi trong đất nước trở về đây.
để chuẩn bị chờ thám. Con quay một chút xíu để cho cô bác thấy cái nơi phòng khám của cha Tường đã mở ra từ đầu, và nơi này là nơi của có ngôi mộ cha đứng tại đây. Cho nên chính vì vậy mà thỉnh thoảng con quen chút xíu cho để cho cô bác xem những gì chúng con đang làm việc trong buổi sáng hôm nay. Khoảng hơn 200 người ở đây hết sức là tội nghiệp, bệnh tật còn nghèo khổ nữa, thì con cũng muốn cô bác trong ngoài nước, anh em mạnh thường quân có giúp đỡ cho những người bệnh tật mà nghèo khó chút đỉnh nào thì con sẽ chi ra cho cô bác để có kinh phí nhà trọ cũng như mua rau cải gì đó. Con xin chân thành cảm ơn, cầu xin Chúa chúc lành cho tất cả quý ông bà cô bác anh chị em trong cũng như ngoài nước, anh chị em ngó đến nơi của cha Phêrô Tường. Cha cố Phêrô đã ra đi, nhưng tất cả mọi người đều vẫn nhớ về cha hàng ngày và đọc kinh cầu nguyện cho cha hàng ngày. Xin chân thành cảm ơn quý ông bà cô bác anh chị em.